Xin chào các bác nhé. Em Ngọc Quang Bắc Giang lại tiếp tục giới thiệu các khoảng 40 con đẩy loa đăng ký tiếp tục cập bến các bác ơi. Đấy. Bên em thì đợt này bắt đầu lại về hàng được các bác nhá. Đấy, để bổ sung vào những cái kho hàng bên em. Lượng hàng bên em rất là nhiều. Về liên tục và thông báo các em tới đây sẽ về mấy xe loa cả. Toàn hàng bãi xịn các bác nhá, với số lượng rất là nhiều. DK LA DK đăng kinh là 400. Đấy, các bác cùng xem. Dòng xịn sò này thì các bác mua rất nhiều bên em. Và cứ có hàng với số lượng nhiều lớn và hàng đẹp, chất lượng thì em luôn luôn bổ sung và cung cấp vào cái kho hàng để bán cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, đây là sản phẩm nguyên chất bãi, nguyên bụi bẩn các bác nhá. Chưa lau dọn mà nó đã xuất sắc như này, các bác thấy chưa? Hàng bên em mà về liên tục, thông báo các bác các anh em chưa sáng sớm là anh em đóng rất nhiều cái đơn hàng kia. Đấy. Trong ngày mai ngày kia em về mấy xe loa nữa, thông báo với các bác toàn hàng đẳng cấp rồi. Đấy, với số lượng hàng bãi bên em các bác biết rồi nhá. Nhập thì toàn số lượng nhiều chứ không nhập kiểu lẻ tẻ một vài chiếc. Đấy, cho nên là hàng toàn được hàng theo lô lớn, toàn hàng tuyển chọn thôi, không có kiểu hàng lặt vặt vài chiếc. Đấy. Lô lớn này thì bao giờ cũng được là hàng đẹp, hàng chọn, hàng chất lượng. Còn là lẻ tẻ ít ấy. Cái lô nào mà có vài cái, một vài cái ấy, thì là những cái hàng gọi là loại ra các bác nhé. Đấy, hàng đẹp long lanh, các bác cùng xem này. Giày vẫn còn nguyên xi. Đấy, các bác nhu cầu hãy liên hệ với em nhé. Em Quang Bắc Giang xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.